Trời ơi, nè. Ủa cũng cũng coi coi không có được bữa hôm mà sao nó gì 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 vậy hả? Quá trời ngon luôn nè. Nó gì cần giật giật giật. Hello, xin chào à, ông bà cô chú và các bạn đến kênh của em nha. Bữa nay em có chuẩn bị thao rồi nè cả nhà. Nãy giờ em bơi qua cái đường Minh Đức Bình đó. Chàng ngay luôn. Chuẩn bị thao đi thăm mấy cái chuyện câu cá lóc cắm hôm qua cả nhà ơi. Đi ở đây có cái bông lục bình ngon quá nè. Bông này mình hồi mình kiếm vài bông đó mình hái về đặng mình coi cái trứng cá mình coi cá mình chấm ăn. Đi ở đó có ba bông kìa. Hái ba bông đó rồi bắt đầu bơi qua thăm mấy chuyện câu cá lóc đó nhờ. Bếp bơi lên đây mình tha mình ấy mà ba cái lục bình này để hồi hồi mình bơi hút khúc này cái không có bông mình hái nữa, hái vô mình chấm cái cá đồ ăn ngon lắm. Ồ cái bông này nó bị héo luôn nè. Mà sao không sao em cua. Xịn luôn rồi ủ không ngó to sợ luôn á trời nè hấp biết ngó bự luôn á. Mình
mình cách khoảng chừng mười thước gì mình cắm cần cái nhành canh canh cái chỗ nào mà có cỏ có lục bình đồ đó, lúc đó cá nó tối nó mới ra nó ăn mồi cắm đúng được. Mùa này kiếm cá ăn hơi cực quá. Cái này khó kiếm lắm cả nhà, cực ăn. Ê, cái này không kiếm gì chơi, tiêu mò luôn rồi. Ồ, cái này làm như có cái con gì ăn rồi, nó vuột cái gì nó mắc vô cái này luôn nè, mắc vô cầu lục bình luôn. Cái mùa nước lên đó, cái nhà mùa nước lên đó mình kiếm cá dễ lắm. Mùa này mà dính được chừng tí mấy cá là ngon rồi đó. Em kiếm được em cắm thử rồi có dính không, đặng em mời sáng sớm đi bán thăm thử coi có dính nhiều không nữa. Mất mót kiếm tiền rồi bậy nữa. Bên đây ham thằng đây có nước đây có cánh chim. Ê cái thằng táo đâu có tiêu rồi ta. Ê đây nè. Ủa bữa đó em cắm tuốt mà sao cái nay chui tuốt trong cỏ thì đúng ta. Thôi. Ủa không biết có dính con gì không mà sao lâu vô đây hay gì á. Ê, có dính cái nhà ơi, một con cá lóc. Trời ơi, cái nè. Trời ơi, nó lôi nó quắn vô cỏ nè. Muốn ngợp luôn rồi. Ồ, con cá bự hết sức rồi, muốn ngợp luôn á. Ôi, cho nó ăn nước thì để nó ngợp cho nó hiếm cho nó quắn vô cỏ nè. Quắn vô cỏ nó muốn ngợp luôn á. Trời đó luôn á, bữa đó cắm thích ngoài đời đây nè, bữa nay lâu thích tuốt trong cỏ này luôn, dậy quá trời, dậy nguyên một đêm luôn, lâu tuốt trong đó luôn rồi muốn ngợp luôn. Đây có mấy bông lục bình đó, này để hái đi, mình hái bông lục bình này vô mình làm chấm cá này ngon. Cây nhà lá vườn khỏi mua đỡ tốn tiền. Ở nông thôn này cái gì cũng dễ, trên cái nhà mình đi ra ruộng mình kiếm mớ rau vô là mình ăn được bữa rồi. Tối bắt đầu cảnh cảnh cái bắt đầu đi soi ba lấy vàng đi soi vàng con nhái á. Bắt những chục con là mình cắm được cái chục từ cái đốc có khoái ăn ăn bạc nhá nhỏ cắm nhỉ đó. Đây đây thăm mấy cái kia nó coi cắm cặp mé này có cỏ nè, cỏ cắm với cái keo bộn bộn. Rồi con này hắt thu rồi. Ăn mất tiêu cục mọ luôn, không có dính con gì chứ. Cái lóc động này cả nhà mình bán là
là ngon lắm đó. Ở ngoài chợ nó căng 120.000 ký. Nãy giờ em được có hai con, không biết bán được nhiêu tiền. Cái này chắc phải tối nay phải đi cắm bữa nữa mới đủ bán. Để kiếm chỗ nào có nhiều đợt tối nay đi chụp dạng nha. Đi trên đó có cỏ nhiều kìa. Tối nay chị gọi đèn đi chụp nhái trên đó được. Chụp một đám cỏ luôn. Cái mồi nhớ nhủi ở nhà không biết cắm nhớ nhảy bằng mồi nhái không nữa. Chỗ em có nhớ nhủi nhiều lắm. Không biết cắm nhảy không không dám. Ê! Ôi! Nó lội gung 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 kìa. Dữ hả? Ủa cái gì mà dữ hả? Mà từ xa là thấy nó gung 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 quá. Kìa đây nè, quá trời luôn rồi. Đi đi đi. Cám nó dữ không mà lâu quá trời lâu luôn á. Ôi ôi! Nè. Ủa cũng coi coi không có được bự hung mà sao nó ghi dữ hả? Quá trời ngon luôn nè. Nó ghi cái cần giật thấy rõ luôn á. Đi được ba con rồi, hên quá. Ủa cái này hơi nhỏ quá à. Cái này với cái này chắc ra chợ mình bán được hai con này. Mối nó căng là con bự nó căng giá hơn với riêng cái nhà. Còn mấy con nhỏ nhỏ gì là nó căng với riêng. Mấy con nhỏ nhỏ để chắc cỡ 90.000 ký. Tại vì người ta mua đi người ta bán lợi, người ta kiếm lợi nữa đó. Người ta không có bán, không có căng thì mất tiền được. Ở đây có vài cọng mà cái gì nè cả nhà, lá gì nè quên mất tiêu rồi ta. Mình hái mình chấm cá ăn được nè. Em hái vậy cả cái đọt này vô ăn chấm gì cái kho này ngon. Lâu lâu mới gặp rau dừa. Cái này kêu bằng rau dừa nè. Rau dừa này nó ngon lắm. Rau này nó mọc tự nhiên luôn nè. Không pha thuốc rồi là mình ăn không có sợ thuốc sâu thuốc rồi. Đi cái đám này nó non èo luôn ta ơi. Nó non nước luôn á. Cái bằng rau dừa quên không cái như không nói cái quên không có nhớ tên gì chứ. Bữa nay tôi vừa thu hoạch cá mà vừa thu hoạch rau luôn. Bữa nay rau dừa ngon quá cộng rau muống nữa hái luôn. Cái này mình chấm cá kho ăn hết sảy luôn. Ui, ra này mình đựng trong gỗ. Ồ, hay chưa, có một gỗ rau. Tao phải vô chắc mặn con hả? Con bự bự này chắc có rạc. Mà không biết có dính không nữa. Bê thăm cái bạn chết nè, con ếch này nè, ếch to đùng đi. Đi bơi lại đẩy con đám lên nè. Nhỏ con bự gì em hái lá hết. Cái này là nó trôi tự nhiên xong luôn á. Con này không biết có dính không á. Sao thấy em gu ta. Ây,
Trời ơi, cái đứa cao quắn vô đây đâu mà nhái mất tiêu rồi. Này chắc sảy nãy giờ sảy ba mà ba bốn cần luôn á. Cũng được có bốn cần rồi. Để em đếm chỗ câu này coi đủ chưa. Có sót rồi nè. Bữa đó cắm 8 cần là mà ta sót cắm cần hay là mắc cần gì vậy? Sót cần là cả nhà để em bơi lại cho. Bơi dòm dòm vợ vợ lại đây. Bữa đó cắm 8 cần mà sao cái này có 7 cần. Hay là không biết có 2 thăm mà là cá dính lại đâu đi mất tiêu nữa. Tiêu cần ngủ ngủ người ta đạt mắt hết cần nhầm khi mình thăm cái mình đi cái mình quên cái nhà tại vì tắm thường khi cắm sớ chiều tối tối á dạng á cái đầu mình sáng bị thăm cái mình không có ý nữa. Mắt không cần này ngon thấy luôn. Cả nhà theo dõi clip dưới đây đăng ký kênh và chia sẻ kênh giúp em cả nhà đi theo dõi video thứ em cả nhà ơi. Ô mắt không cần là ủ quá à. Mấy cần nó có dính không nữa.